Khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 133. Tất cả là thầy của ta. Tôi thường hay nói thuận cảnh, nghịch cảnh đều là cảnh giới tốt. Người ác, người thiện đều là thầy của ta. Người biết tu trong nhà Phật gọi là khéo học. Vì sao vậy? Ở trong thuận cảnh, thiện duyên, ta ở nơi đây tu không khởi tham luyến. Ở trong cảnh giới, nghịch cảnh ác duyên trước mắt, ta học không khởi tham sân. Không có cảnh giới này, tham sân si mạng của ta làm cách nào để đoạn? Chính mình cho rằng đã đoạn được rồi, đó là giả. Chúng ta ở trong trúc sông tùy bút của Ngài Đại sư Liên Trì. Đại sư Ngài có ghi chép một câu chuyện. Có một người tu hành ở trên núi sâu 20-30 năm, rất có đạo tâm. Ông ấy không tiếp xúc bên ngoài, không tiếp xúc với các duyên, tâm địa thanh tịnh. Về sau bị người phát hiện, rất nhiều người đến cung kính lễ thỉnh ông ấy xuống phố để hoằng pháp, đi giáo hóa chúng sinh. Khi vừa đến thành phố không bao lâu, tham, sân, si, mạng nổi lên, liền bị đọa lạc. Người xưa gọi là nước suối trong núi thì trong, khi ra khỏi núi thì đục. Ông ấy bị ô nhiễm rồi, bị ô nhiễm mà chính mình vẫn không biết. Cho nên chân thật tu hành, trong Đại Thừa Giáo không cho rằng phải vào trong núi sâu để trốn tránh cảnh giới, hay đi bế quan thì mới có hiệu quả. Đại Thừa Giáo thì sao? Dạy bạn ở trong xã hội mà rèn luyện. Trốn tránh đi tìm một hang động trong núi sâu, đó là giả, không phải là thật. Chưa trải qua khảo nghiệm thì không đáng tin. Cho nên Tổ sư Đại Đức trong Đại Thừa Giáo thường hay khảo nghiệm học trò, hỏi bạn, biết không? Ý nghĩa của hai chữ này rất sâu sắc, rất cao thâm. Bạn có biết tu hay không? Biết tu thì không rời khỏi cảnh giới. Chúng ta bị người nhục mạ, bị người hủy báng, không thể sân hận thì nghiệp chướng liền tiêu. Người nhục mạ ta là ân nhân của ta, không có họ thì nghiệp chướng của ta làm sao tiêu được chứ? Không có họ thì nhẫn nhục, trì giới, thiền định của ta làm sao mà được thành công? Ngay trong đời này của tôi gặp phải những sự việc này rất nhiều. Tôi mỗi niệm cảm ơn người hủy báng tôi, người nhục mạ tôi, người mắng chửi tôi, tôi đều tán thán họ. Vì sao vậy? Họ có 100 cái không tốt, họ sẽ có một cái tốt. Tôi nắm lấy cái tốt này của họ mà tán thán họ. Chỗ không tốt một chữ cũng không nhắc đến, tôi chỉ cảm ơn. Đồng thời gian lâu sau, họ biết tôi đã dùng cái tâm như vậy mà hồi đáp họ. Họ sẽ sinh tâm hổ thẹn, họ sẽ biết quay đầu. Họ giúp đỡ cho ta thành tựu, thì ta nên phải giúp đỡ lại họ. Họ thành tựu cho ta, ta phải nên thành tựu họ. Đây là khéo học. Phu tử nói, ba người cùng đi, ắt có thầy ta. Bạn nói bạn muốn học, bạn không tìm được thầy giáo. Việc này thật đáng cười. Đây chính là ở trên quan niệm của bạn đã bị sai lầm. Tất cả người, tất cả việc, tất cả vạn vật, thảy đều là thầy của ta. Ai nói vậy? Thiện tài đồng tử đã làm cho chúng ta xem. Việc này là trong Kinh Hoa Nghiêm đã dạy bảo cho chúng ta. Thế nào là thiện tri thức vậy? Mỗi người đều là thiện tri thức, mỗi người đều là thầy của ta. Chúng ta xem thấy người hành trì là chánh, tương ưng với pháp tánh. Chúng ta tôn kính họ, tán thán họ. Nghĩ xem ta có làm hay không? Ta có
rất tốt, phải giữ gìn. Ta không có, phải học tập với họ. Xem thấy người khác bất thiện, ta phải nghĩ xem mình có hay không. Ta có, phải mau sửa đổi. Nếu ta không có, quyết không phạm lỗi lầm này giống họ. Tất cả người, sự, vật, mỗi giờ mỗi phút đều đang nhắc nhở chúng ta. Chúng ta có thể giác ngộ hay không? Có thể tiếp nhận hay không? Tất cả người, tất cả việc, tất cả sự vật, thấy đều là thầy ta. Nếu như chúng ta không có tâm thái như vậy, phương thức như vậy, thì chúng ta ở ngay trong đời này, nếu muốn thành tựu, xin nói với các vị, đó là việc không thể. A-di-đà-phật. No.
Amida Phật.